Sáng nay, Ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 158 vụ tai nạn giao thông, làm chết 100 người, bị thương 102 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng ở cả 3 tiêu chí. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông tăng 64%, số người chết tăng trên 33% và số người bị thương tăng gần 42%. Trong 9 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt gần 11.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 35 tỷ đồng. Trong đó, có trên 3.200 trường hợp nồng độ cồn, gần 1.000 trường hợp xe quá tải. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông Nguyễn Hùng Nam đã kiểm điểm và chỉ ra những bất cập buông lỏng quản lý dẫn đến tình hình trật tự an toàn giao thông tăng, như việc lấn chiếm hành lang, các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chưa xử lý, tình trạng xe chở cát phóng nhanh gây tai nạn giao thông chết người khiến nhân dân bức xúc. Để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành tổ chức thực hiện nghiêm, toàn diện các chủ trương văn bản chỉ đạo và văn bản pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngành công an, giao thông vận tải và các địa phương theo chức năng thẩm quyền chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương liên quan, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Chú trọng thực hiện theo các chuyên đề, tiếp tục khắc phục các hạn chế, bất cập, các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Duy tu sửa chữa các tuyến đường, cầu hư hỏng, xuống cấp, tạo thuận tiện, an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm và lập lại trật tự bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.